Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng sống lại những cảm xúc thiêng liêng qua bản hát múa Hello Việt Nam Nghĩa Sư Đồ do chi đoàn lớp 10G thể hiện. Kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta cùng thưởng thức.